xốp chanh độc lạ quý hiếm của họa sĩ nổi tiếng Lão Gò Nhôm. Chanh độc lạ có 102 của Lão Gò Nhôm, chợ nổi Cái Răng. Thì chanh Gò Nhôm này các bạn là chanh cỡ đại, các bạn nhớ là chanh này chanh cỡ đại các bạn, chanh cỡ đại, chanh này đặc biệt các bạn, cỡ đại là 95 cm, bề rộng 95 cm, bề cao 115 cm, được gò bằng cái mảnh nhôm, các bạn lưu ý phải được gò trên mảnh nhôm. Giá thì 120 triệu, nghĩa là ship khuyến mãi toàn quốc các bạn. Thì các bạn liên hệ tôi, Lê Văn Tư, hiện nay ở khu vực qua phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ các bạn. Thì đây là bức tranh độc lạ, thì nó mã số 171, gò chanh nhôm, nét đẹp dân thương hồ tại chợ nổi Cái Răng. Mô tả giây phút vợ chồng thương hồ dựng bẹo, giới thiệu mặt hàng đang bán. Ví dụ các bạn thấy như chợ nổi Cái Răng là bán củ sắn, bán khoai mì, khoai lang, dưa hấu, củ cải, bắp cải, đó, cam, quýt, bưởi đó. Và kỹ thuật gò nhôm đặc biệt, công phu, đầu tư nhiều thời gian. Xem bản quảng gốc thì mãn nhãn. Giá trị nghệ thuật rất cao, bố cục chính phụ, tạo dáng rất chuẩn mực, như các tranh họa nổi tiếng của Việt Nam. Bức tranh được nhiều báo chí ca ngợi tuyệt vời như báo Thanh Niên, báo Thế Giới. Họa sắc nóng, cách phối màu nhẹ nhàng và êm dịu. Thì họa sĩ Nguyễn Nhân Phúc nổi tiếng, 80 tuổi, ông quê Hưng Yên. Ông là người duy nhất được phép leo lên đỉnh Phù Vân vào tháng 11/1974 để nghiên cứu Phật giáo. Người duy nhất khỏe mặt trống đồng ngọc lũ đăng trên tạp chí Khảo Cổ Học số 1 vào năm 1973. Người cứu được bảo vật quốc gia Dao Găm Làng Bạc trong cơn siêu bão tháng 8/1973 tại thành phố Vinh. Chanh của họa sĩ Nguyễn Nhân Phúc với đẳng cấp siêu nét, siêu trí tuệ của người từng khổ luyện nghệ thuật trên 50 năm mới đạt được. Các bạn biết rồi, ông là bắt đầu là học là đại học mỹ thuật rồi ra ông công tác tới ngày nay. Thì bây giờ là ông đã 80 tuổi thì trên 50 năm rồi bạn trong tay nghề. Là nó ông thuộc loại được là họa sĩ lão làng đẳng cấp. Thì giá bức tranh là 120 triệu, khuyến mãi ship toàn quốc. Thì địa chỉ là số 23B/1, khu vực 3, phường An Bình, quận Kiều, thành phố Cần Thơ. Cách trạm y tế phường An Bình 100 m. Bạn hãy liên hệ Lê Văn Tư hoặc Lão Già Ngã Bảy Sài Gòn. Thì lợi ích của bức tranh là tại sảnh lớn, treo tại sảnh lớn, phòng khách cực kỳ ấn tượng, thể hiện đẳng cấp và trí tuệ người sở hữu. Tài sản độc lạ, quý hiếm, tặng lãnh đạo, bạn chí cốt, danh nhân, người mà bạn thức trọng. Một lần đặc biệt, nghệ thuật đặc biệt của tác giả Lão Gò Nhôm. Đó các bạn. Thì hy vọng rằng với những cái chia sẻ của tôi trên này, thì bạn hãy nhanh tay sở hữu bức tranh này, nếu để chậm thì có thể người khác đã sở hữu. Hãy nhanh tay, cái số lượng có một bản duy nhất thôi. Hy vọng rằng bạn sẽ sớm sở hữu bức tranh này. Nó là một tài sản vô giá, có thể ngày hôm nay 120 triệu, nhưng mà trong tương lai giá nó còn cao hơn, cao gấp nhiều lần, bởi vì nó là loại hình đặc biệt, gò chanh nhôm. Đây là bức tranh đại, bề ngang 95 cm, bề cao 115 cm. Chúc bạn sớm sở hữu bức tranh này, hãy liên hệ ngay với tôi, Lê Văn Tư, 0979 0979 0989 577 088, tôi lặp lại 0989 577 088. Lê Văn Tư, cảm ơn các bạn.